Một số anh chị đi mua nhà lần đầu của anh chị thường hay thắc mắc cái vấn đề này nè. Chứ còn những nhà đầu tư thì người ta đã rất rành về vấn đề này rồi. Thắc mắc vấn đề là tại sao căn nhà chỗ này nó cũng là 100 mét vuông mà căn nhà ở chỗ kia cũng là 100 mét vuông xây dựng như nhau. Ủa mà tại sao cái giá nó khác nhau nhiều như vậy? Rất là nhiều. Ví dụ như cái nhà ở xã khác á, ví dụ bây giờ em Tú lấy ví dụ này cho nó dễ nha, tại vì em Tú đang làm bất động sản ở khu vực Đức Hòa Long An á, thì em Tú sẽ lấy luôn cái ví dụ ở khu vực Đức Hòa Long An, nhưng mà nó sẽ áp dụng chung cho cả nước đều được nha anh chị. Nghĩa là ví dụ như ở Đức Hòa Long An á, thì ngoài cái thị trấn Đức Hòa ra thì chỗ khác nó sẽ khác nha. Tại vì khác vậy nè anh chị, ví dụ như anh chị mua một cái nhà 100 mét vuông một trệt một lầu ở cái xã khác, nó không phải thị trấn Đức Hòa đó, thì nó sẽ khác rồi. Thì như là ở thị trấn Đức Hòa là thuộc đất ở đô thị phải không? Còn ngoài ngoài thị trấn ra là đất ở nông thôn. Nó khác một cái vấn đề đó rồi đó. Tiếp theo cái vấn đề nữa này là nó khác nữa này. Là cái tiện ích đó anh chị. Tiện ích cái thị trấn Đức Hòa nó sẽ khác với những cái xã. Tại vì thị trấn Đức Hòa thì nó có ngân hàng nè, nó có trường học nè, rồi có những cái quán cà phê, quán ăn, quán uống, nói chung là tập trung dân ở đây nhiều vì tiện ích đầy đủ. Nó có cả công viên luôn. Nên giá nó sẽ khác nữa nè. Rồi tính cái mà đất nó diện cái khoảng thời gian di chuyển thành phố Hồ Chí Minh, lấy tâm điểm cái ngã ba, ngay ngã ba Đức Hòa luôn, mà di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh theo đường Trần Văn Dầu á, thì nó cũng gần hơn những cái vị trí khác đó. Thì là bởi vậy nó, ví dụ như là cái anh chị mua một căn nhà 100 mét vuông nó nằm ở ngoài thị trấn Đức Hòa, giá có 1 tỷ 7 thôi, nhưng anh chị đã mua một căn nhà mà để ở trong thị trấn Đức Hòa mà thuộc đất ở đô thị á, cũng 100 mét vuông, cũng một trệt một lầu luôn, thì nó khoảng 2 tỷ mấy đến 3 tỷ là chuyện bình thường nha anh chị. Nên là cái giá mà không phải giá cao hơn đâu. Ông bà xưa mình nói là cái tiền nào nó của đó. Nó luôn đúng nha anh chị. Nên là khi mình đi mua nhà thì mình sẽ quan sát kỹ và phân tích kỹ đó, cùng một diện tích, cùng một căn nhà giống như nhau, nhưng mà giá nó sẽ khác nhau là như vậy đó. Tại vì căn bản là ở thị trấn thì ở khi anh chị biết ở thị trấn hoặc là đất ở đô thị thì ở đây là nhà nó sẽ là sát sát nhau, mua gì là ở không có bị sợ ma đúng không? Nhà sát nhau và ở thì tiện ích đầy đủ, nó phục vụ cho anh chị đầy đầy đủ. Tiếp theo nữa là khi mà cách cái thị trấn Đức Hòa ra một khoảng thời gian, một khoảng đường thì là có trường đại học Tân Tạo đúng không? Nên là nó có đủ hết. Thị trấn Đức Hòa nó có nè ngân hàng nè, rồi các trường học nè, rồi các cái dịch vụ như là chuyển phát nhanh đồ nằm ở đây hết. Nói chung là các tiện ích nó nằm ngay thị trấn Đức Hòa, nên là giá nó sẽ cao hơn những cái xã khác. Đó là cái điều đương nhiên, nên là không không cãi được đâu. Cái đây thì những cái anh chị mà đi mua nhà mua đất lần đầu tiên á, thì anh chị sẽ khó 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 mà ra quyết định được, tại vì hai cái giá nó khác nhau quá. Chẳng hạn như ở nó xa cái thị trấn Đức Hòa giá nó khác, và ngay chỗ thị trấn Đức Hòa giá nó khác, nó chênh lệch rất là nhiều, nên là khó đưa ra quyết định. Nếu mà khó đưa ra quyết định là mình tự hỏi lại bản thân của mình đó, là mình cần gì. Mình muốn ở liền không, mình muốn ở đây có đầy đủ tiện ích không, thì mình chọn. Nếu còn không ở hoặc là gì đó thì mình chọn chỗ khác xa hơn cũng được, không có vấn đề gì hết. Ăn thua là bao nhiêu lâu nữa thì những nơi khác nó phát triển bằng ngay chỗ ngã ba Đức Hòa, ngay chỗ thị trấn Đức Hòa thôi, và nó có đầy đủ tiện ích hay không, hay là không bao giờ nó có được những cái đó. Tại vì bán kính khoảng 1-2 cây thì nó sẽ nằm ở ngay chỗ thị trấn Đức Hòa hết rồi, còn đâu nữa mà không có ai làm thì bán kính thêm 1 cây nữa để làm thêm các tiện ích như vậy nữa, chứ không lẽ giờ bán kính thêm 1 cây nữa người ta làm ngân hàng nữa đó, rất là không thọ không có đó. Nên là cái vị trí nó mãi đỉnh là vậy đó. Tại vì nó vị trí nó nằm chỗ đó là đắc địa, là nên là cái giá nó như vậy, chứ không có ai mà không có ai mà bán giá mà gọi là nó rẻ không cho mình đâu. Thì mình nếu mà mình mua đất đi, mình trong tâm trí mình á mà để đi mua đất rẻ đó, thì mình sẽ hỏi lại chính bản thân của mình này, nếu mình có miếng đất hoặc là mình có căn nhà, mình có muốn bán rẻ cho cái người mua kia không? Mình bán rẻ không? Nếu không á thì những người bán kia người ta vẫn vậy, người ta sẽ bán cái giá thị trường cho anh chị. Anh chị thấy hợp với cái lối sống của mình, hợp với cái tiện ích của mình thì mình mua. Và mua thì khảo sát mua được cái giá thị trường, còn mua giá thấp hơn thị trường thì càng tốt. Không là không có vấn đề gì hết đúng không? Nhưng mà
khi mà anh chị hãy hiểu mình hơn á, thì anh chị phải sẽ đi mua và sẽ đi ra quyết định nhanh hơn. Nếu qua ra quyết định anh chị thích được căn nhà đó mà anh chị chần chừ á, hoặc là tâm lý là đất có đang khó khăn, bán thì nó khó, không khó đâu anh chị. Thì căn bản là căn nhà, khi mà ta xây nhà ta bán á, là người ta bán cho những người ở. Anh chị có nhu cầu ở thì những người khác cũng có nhu cầu ở. Và anh chị biết căn nhà này thì đồng nghĩa với hàng chục người khác cũng biết tới căn nhà này, thấy không? Nếu mình thấy giá thị trường ok thì hợp với mình thì mình quất. Chứ không nhiều anh chị kêu thôi tao để đó 2-3 tháng nó ế mà sẽ bán tao thôi. Không có đâu. Cái chuyện ế thì cũng có. Chứ không phải, nói chung trên đời này cái gì cũng xảy ra hết chứ không không có. Nhưng với một điều á, là đồng nghĩa khi mà mình ở mà mình tìm cả năm, mà khi nhiều người tìm cả năm là không mua được cái nhà mình thích, tại vì mình thích quay vài ngày sau người khác đã mua rồi đó. Tại vì mình thích thì người ta cũng thích, chứ không phải là mình thích là không có người không thích, đúng không? Nên là một số căn nhà ở thị trấn em Tú bán nhanh là vậy đó, vậy thôi. Tại vì căn bản là anh chị không mua thì cũng có người khác mua. Và không phải anh chị là cái người đó là một khách của em Tú, tại vì em Tú rất nhiều khách và rất nhiều căn nhà này không hợp, người ta sẽ hẹn căn nhà khác, đúng không? Đó, thì đôi khi nhiều anh chị làm việc cho em Tú cũng biết là cũng bị là căn nhà này á tối nay điện, mai lên coi là người khác mua rồi. Nhiều anh chị em dẫn tới luôn là nói ủa sao không ngờ là bán nhanh như vậy. Thực ra trên cái thế giới này nó trái đất nó luôn xoay tròn á, nó luôn chuyển động theo diễn động. Anh chị con người cũng vậy, cũng luôn chuyển động. Và anh chị đi tìm nhà thì cũng có một cơ số người đi tìm nhà giống như anh chị, và ta cũng có nhu cầu để ở. Tại vì thì bây giờ mua nhà để ở mà, thì mua càng sớm càng tốt chứ chần chừ làm cái gì, kiểu vậy. Người ta nghĩ vậy và người ta chia sẻ với em Tú như vậy đó. Thậm chí người ta thích người ta mua liền luôn, thậm chí mà cái nhà mà thích quá đó là mua liền luôn. Nhưng mà những cái điều này khi anh nhiều anh chị đang nghi, anh chị không có tin. Thực ra anh cứ nghĩ đi, khi mà chỗ mà trung tâm thị trấn mà mua về ở liền được á, thì nhiều người để mua để ở, nhu cầu ở có mà anh chị. Ở thị trấn có đầy đủ tiện ích, nên là người ta ở thật. Chứ không phải là chào bán rồi ấy này kia nọ. Đó là cái mà anh chị hãy suy nghĩ kỹ lại, anh chị sẽ biết được cái điều đó ngay. Tâm lý mình cũng vậy, là khách hàng, những cái người mà đi mua, tâm lý anh chị mà khi mà không phân biệt được rồi á, không coi quá nhiều, với anh chị tìm hiểu quá nhiều cái luồng thông tin mà không biết phanh vùng cái thông tin đó lại á, thì là mình bị rối thông tin. Nếu mà không có cơ sở, nghĩa là cơ sở là để định giá cái miếng đất của mình á, cơ sở. Khi mà anh chị có một cái cơ sở để định giá rồi á, thì anh chị quyết định rất là nhanh, chứ không phải chần chừ nữa. Tại vì chần chừ căn bản là chần chừ có thể là nếu mà nó ế đến nỗi không ai mua á, để mình chần chừ để mình đàm phán được cái giá tốt á, thì đúng. Nhưng mà cái thị tùy theo thị trường, thị trường mà đầy đủ các tiện ích á, đầy đủ mà người dân anh chị về, anh chị khi mà anh chị những người mua nè, mới mua lần đầu nè, khi mà mình thích cái vị trí này nè, là tại sao nó có trường học cho con mình học nè, nó có chợ nè, có chung ngân hàng, nó có các công ty dịch vụ nó nằm hết ngay đây, nó đầy đủ tiện ích cho mình thích đó. Nhưng mà cái giá này mình mua rẻ hơn nữa, nhưng mà đó là cái tâm lý chung, tâm lý của anh chị nào cũng thích cả. Anh chị nào khi anh chị thích đó, thì có nhiều người đang không có nhà và đang chuẩn bị mua nhà đi tìm nhà cũng thích giống như anh chị, thấy không? Ăn thua là người đó nhìn được cái này nó hợp với mình. Và nhìn được tại sao cái giá này nó cao hơn khu khác, là người ta ra quyết định, người ta mua trước anh chị. Bởi vậy nhiều anh chị đi mua là hụt là như vậy đó. Và không phải hụt một căn mà mua hụt rất là nhiều căn của em Tú. Đó là cái vấn đề mà anh chị hay gặp phải. Chứ bây giờ chủ nhà không bao giờ chờ mình đâu. Khi người ta được giá là, hoặc là thậm chí ai trả nhanh người ta bán. Giống như anh chị mà đi chợ, anh chị cũng đi sớm và mua sớm thì mới có con cá tươi được. Đó là cái nguyên lý đơn giản nhất trong cuộc sống, nghĩa là khi anh chị muốn ăn ngon thì anh chị đi sớm để chọn những con cá tươi nhất và mua sớm để được con cá tươi. Còn những anh chị mà đi những cái giờ muộn thì không, đi trễ thì sẽ không có sự lựa chọn nhiều, và đôi khi cái bữa ăn mình là phải bị ăn cá là ương không có tươi, đúng không?
Cái đó là cái nguyên lý nó đơn giản nhất trong cuộc sống mà mình hay gặp luôn á. Nên là nhiều anh chị là cứ đưa về nguyên lý đơn giản mà để mình sống thì mình sẽ chọn được cái mà mình muốn. Còn nếu không á thì mình suốt suốt mình phải ăn cá ương ngoài chợ kiểu vậy, nếu mà mình làm biếng hoặc là mình không ra quyết định đúng không. Thì anh chị nào mà quan tâm bất động sản á thì hãy đăng ký kênh của em Tú, đặc biệt là bất động sản ở khu vực Đức Hòa, Long An nha.